Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiền đề hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tô Lâm đã có một số công việc thay đổi bộ máy của ngành công an của ông ta như thay thế một số tân giám đốc của công an một số tỉnh và thay đổi một số điều lệ trong ngành công an. Theo tờ trình của Bộ Công an, ba lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách có gần 1 triệu quân sẽ được tổ chức thành lực lượng mới có tên là lực lượng bảo vệ an ninh trật tự theo đề xuất của Bộ Công an đứng đầu là Tô Lâm. Lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng hay công an xã ở Việt Nam lâu nay nổi tiếng vì là lực lượng ưng khuyên thay thế và là tay sai đắc lực của đám chính quyền phường xã. Được sai đi coi xe, dọn dẹp đường phố, có việc thì trông giữ đất đã cướp như vườn rau lục hưng hay là oánh tí thì đi điều phối giao thông, ngon tí thì đi ném mắm tôm vào nhà dân hoặc đàn áp biểu tình chống Trung Cộng. Nhưng nhiệm vụ chính lâu nay của lực lượng vô học này là toàn đi cướp rau, đá văng, rổ, bán cá và hoạch hệ dân là chính cũng chính là vô học nên dễ sai khiến, chỉ cần cho tí quyền là thoải mái hống hách, là chúng tưởng như là vậy quyền lực vô đối rồi. Vậy mới trung thành và bám víu, mong ngày nào đó được đổi đời theo hướng từ lính bị sai vặt có thể lên chỉ huy đám lính đó và tiếp theo thì được muốn lên cao hơn nữa. Sau khi bộ công an đưa đề án đem 25.000 công an chính quy về xã, thay thế cho công an xã bán chuyên trách thì đám vô học này cũng tỏ ra vô tích sự hơn. Vì vậy bỏ thì thương mà vương thì tội, Tô Lâm lại đẻ ra kế hoạch thống nhất đám ưng khuyển này thành lực lượng bảo vệ an ninh trật tự. Cái tên của nó nghe sắc mùi chống biểu tình và cướp đất. Công an là lũy là thành lũy vững chắc để bảo vệ chế độ nên nhà cầm quyền dành sự ưu ái cho nó cũng chẳng có gì là khó hiểu và có việc là từ chuyện bị chụp ảnh biệt phủ quan chức cũng nhờ công an can thiệp. Lấy ví dụ mới đây trường hợp của Lương Minh Sơn, Phó Bí Thư Phú Yên đã đề nghị công an tỉnh này vào cuộc và các cơ quan có liên quan vào cuộc để điều tra làm rõ người phát tán thông tin liên quan đến việc xe biển xanh vào tận cầu thang máy bay đón mình. Hành động của Sơn là phản cảm sảnh đón cách 70 mét mà nó thể hiện tính kiêu ngạo cộng sản phải hơn người dân nên đem xe vào đón tận cửa chờ. Xe của dân đóng thuế cho nó đi, bị người ta chụp ảnh lại đưa lên mạng chẳng có gì sai mà hắn ta lại mất dậy, phải nhờ đến công an vào cuộc điều tra. Cái cần phải điều tra là cái biệt phủ hơn 100 tỷ của Sơn ở đâu ra. Cũng tương tự việc bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi lê viết chữ Bộ Chính trị đuổi hàng loạt sai phạm của hắn ra của hắn ta thời hắn nắm vị trí bí thư Quảng Ngãi Sai phạm của hắn thì nhiều nhưng hắn cúi đầu cung kính dâng cho quyết còi FLC 1.200 hecta đất ven biển Bình Sơn. Khi đó 1.200 hecta đất thuộc xã Hòa Bình, Bình Phú, Bình Hải, huyện Bình Sơn phải thu hồi, phải giải phóng mặt bằng. Hơn 1.100 hộ đang ở lâu nay bị bắt gì rời ra tái định cư mà tiền đền bù còn chưa xong do đền bù quá rẻ mạc và tiền tranh lệch nó ăn hết. Trong đó hơn 184 hecta đất trồng lúa, hơn 500 hecta đất rừng phòng hộ và 1 hecta đất quốc phòng theo quy định phải xin ý kiến của chính phủ trước khi chuyển đổi nhưng chữ là giao luôn đất quốc phòng điều tệ hại hơn là quyết còn quyết còi còn nó còn lâu nay được bắc kinh hậu thuẫn vùng tiền cho quyết còi thu mua đất ven biển ở việt nam mới là một sự đáng lo ngại việc nó về vườn được người ta đưa lên mạng thì có gì vi phạm mà công an bắt người ta lên rồi đòi xử phạt họ đó là thể hiện sự ngạo mạn của bọn cầm quyền theo kiểu mafia Công an được chế độ giao cho quyền lực quá lớn nên muốn làm gì thì làm. Làm càn làm bất chấp luật pháp quy định, trái luân thường đạo lý mà vẫn cố mà làm, miễn được lòng quan trên chiếu cố thăng tiến cho sự nghiệp. Chưa hết, theo bảng dự toán ngân sách trung ương 2010 9 Nghị quyết số 3 số 73 trên 2018 QH14 thì tổng thu ngân sách trung ương là 810.099 tỷ đồng. Thế nhưng chi cho Bộ Công an đã 82 348 tỷ đồng chiếm hơn tổng số 10% tổng thu nhập. Và được biết cũng trong năm 2019 chính phủ chi cho bộ y tế chỉ có 14.816 tỷ và chi cho bộ giáo dục chỉ có 7.661 tỷ. Tính ra chi riêng cho bộ công an đã gần gấp 4 lần tiền chi cho y tế và giáo dục cộng lại. Thưa quý vị và các bạn. Một chế độ công an trị cai trị bằng bạo lực thì khó mà tồn tại được lâu. Nó kết hợp với đám cầm quyền hủ bại Đội trị khinh thường dân, hở tí là la toáng, nhờ công an giải cứu thì càng làm khoảng cách giữa dân và nhà cầm quyền lớn hơn. Thắng nhân dân mà không được lòng dân thì các ông nhắm có bắn đến viên cuối cùng vào dân hay không? Gom bảo vệ dân phòng công an bán chuyên trách thành lực lượng mới, Cộng sản Việt Nam chuẩn bị gom 3 thành phần bán quân sự khác nhau thành một lực lượng mới tại địa phương để tăng cường khả năng bảo vệ chế độ. Tờ Thanh niên hôm thứ ba ngày 7 tháng 7 đưa tin, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đề xuất thành lập một lực lượng mới có tên gọi là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Tuy gọi là lực lượng mới nhưng thật ra chỉ là gom lại ba thành phần hiện đang có trong hệ thống bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương là bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách được tổ chức chỉ huy chặt chẽ hơn do chính Bộ Công an cầm đầu ở nhiều cấp. Thật ra, chuyện này đã được nhà công quyền Cộng sản Việt Nam chuẩn bị từ lâu và từ nhiều ngày qua. Với cái tin Bộ Công an công bố dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở để lấy ý kiến 2 tháng trước khi đưa ra Quốc hội biểu quyết ban hành. Theo đó, lực lượng vừa kể sẽ có con dấu riêng, phù hiệu riêng, trang phục riêng với những quy định về chủng loại công cụ hỗ trợ, tiêu chuẩn định mức về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị công cụ hỗ trợ trang thiết bị lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Tuy không đề cập cụ thể đến lương bổng, nhưng tờ pháp luật hôm 1 tháng 7 nói họ được hưởng mức bồi dưỡng hỗ trợ hàng tháng, được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mức do nhà cầm quyền các tỉnh thành quyết định. Bản dự thảo luật vừa kể nói ngân sách để trả thù lao cho lực lượng sẽ là tiền do nhà cầm quyền địa phương chi ra một phần. Nhà cầm quyền trung ương gom một phần nào và đóng góp từ tư nhân một phần được hiểu ngầm là việc quyên góp tự nguyện nhưng không góp không được. Trang chính phủ.vn hôm đầu tháng 7 kiểm kê thấy rằng về lực lượng bảo vệ dân phố đã thành lập được 1.882 ban bảo vệ dân phố, 15.665 tổ bảo vệ dân phố, với tổng số 72.456 thành viên. Về lực lượng dân phòng đã thành lập được 42.476 đội dân phòng với tổng số 543.095 đội viên về lực lượng công an xã toàn quốc có 126.084 công an xã thị trấn phải là công an chính quy đã kết thúc vụ công an xã là tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã. Cộng gom cả ba thành phần này tổng cộng có 741.635 người sẽ chịu sự lãnh đạo điều hành quản lý tổ chức và chỉ đạo chung về công tác của Đảng ủy, Ủy ban dân xã, phường, thị trấn. Đồng thời thực hiện theo chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ bảo vệ an ninh trật tự của cơ quan công an và tham gia phối hợp với công an xã, phường, thị trấn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tờ thanh niên kể dựa trên cái dự luật. Ngày 9 tháng 6, Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Tô Lâm hô hoán trong buổi hội thảo Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên công an nhân dân trong tình hình mới là các thế lực thù địch phản động sẽ triệt để lợi dụng công tác chuẩn bị đại hội đảng để chống phá chế độ, theo tờ Dân Việt tường thuật. Tuy năm nào cũng thấy hô hào, tinh giản biên chế để giảm bớt thâm thủng ngân sách, nhưng quần máy an ninh bảo vệ sự tồn tại của chế độ độc tài đảng trị vẫn mỗi ngày một phình ra, chứ không hề nhỏ đi. Và chi phí cho cái hội này, hội ăn hại này càng ngày càng lớn. Lớn hơn nhiều so với chi phí dành cho y tế và giáo dục tại Việt Nam hiện nay. Bộ Công an bổ nhiệm điều động hàng loạt giám đốc công an tỉnh Công tác nhân sự gần đây của Bộ Công an thu hút sự quan tâm lớn trong dư luận. Cụ thể, trong các ngày 26-27 tháng 6 năm 2020, Bộ Công an công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm 10 giám đốc công an tỉnh, thành phố. Nhiều cán bộ cấp cao của ngành công an cũng chờ nghỉ hưu và chờ chế độ. Theo đó, ở cấp cục Đại tá Đỗ Triệu Phong, Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Đại tá Đỗ Triệu Phong sinh năm 1967 quê quán ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân. Có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Đồng thời, công bố quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi hưu đối với Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang từ 1 tháng 7. Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam được điều động bổ nhiệm làm Cục trưởng Cảnh sát giao thông Bộ Công an. Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng bổ nhiệm Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, giữ chức vụ tư lệnh Bộ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và bổ nhiệm Thượng tá Đỗ Xuân Tiệp giữ chức vụ Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Như đã thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Long An được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh này thay cho ông Nam. Bên cạnh đó nhiều tân giám đốc công an các tỉnh, thành phố được thăng chức làm giám đốc công an các địa phương. Điển hình như đại tá Tráng A à Tù ở phó giám đốc công an tỉnh Điện Biên được bổ nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thay cho Thiếu tướng Sùng A à Hồng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 14 đến tuổi chờ nghỉ hưu. Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng được điều động bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra, Bộ trưởng Công an còn điều động bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận nhiệm vụ, nhận công tác giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Đại tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ được điều động bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Thiếu tướng Bùi Bé Tư sẽ nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Quyết định của Bộ Công an cũng điều động bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Bộ Công an điều động luân chuyển các vị trí lãnh đạo chủ chốt, cụ thể Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận chức vụ Công an tỉnh Nghệ An kể từ ngày 1 tháng 7 thay cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu chuẩn bị nghỉ hưu. Còn Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Quyết tâm 100% Giám đốc Công an tỉnh không phải là người địa phương của Bộ Công an. Thông tin về sự thay đổi hàng loạt trong công tác cán bộ cuối tháng 6 này, Thiếu tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an đánh giá đây là hoạt động bình thường của Bộ trên cơ sở thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc bổ nhiệm luân chuyển nhằm thực hiện 100% giám đốc công an không phải là người của địa phương. Tướng Sô nhấn mạnh và lý giải nội dung này áp dụng đối với giám đốc công an các cấp tỉnh và trưởng công an cấp huyện. Theo đó, người đứng đầu công an địa phương sẽ không phải là người của địa phương đó. Ngoài ra, việc luân chuyển bổ nhiệm còn đảm bảo đặc thù của ngành đó là người đứng đầu đồng thời là bí thư đảng ủy một hoặc bí thư trì bộ phải là đủ tuổi tái cử chia sẻ vấn đề này thiếu tướng nguyễn thanh hồng ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh quốc hội trao đổi trên báo tuổi trẻ cho biết trong quá trình kiện toàn nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng sắp tới giám đốc công an tỉnh cơ bản đều được điều động từ nơi khác đến. Đây không nên gói thành câu chuyện riêng của ngành Công an, mà nên triển khai đồng bộ ở các thành khác. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Hồng, việc bố trí giám đốc Công an tỉnh không phải là người địa phương là chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quyết tâm thực hiện thời gian qua. Trong quá trình kiện toàn nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng 13 sắp tới, giám đốc công an, tỉnh, cơ bản đều được điều động từ nơi khác đến, đặt chân đến nơi mới, khó khăn đã bày sẵn ra trước mắt. Cái khó sẽ nhân lên nếu điểm đến là địa phương đang phức tạp về an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội. Ủy viên Thường vụ, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng sự phức tạp nhiều khi đến từ chính tác động của các mối quan hệ răng níu ở địa phương gỡ những lộn xộn ấy ngoài quyết tâm ban đầu ngoài nghiệp vụ nỗ lực rất cần bản lĩnh thiếu tướng nguyễn thanh hồng bày tỏ tiêu cực xảy ra ở một số nơi vừa qua đã gắn với những lĩnh vực nóng như khai thác tài nguyên khoáng sản đấu thầu quyền sử dụng đất rồi công tác cán bộ có trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền địa phương và cũng có trách nhiệm lãnh đạo công an các cấp những vụ việc nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân chắc chắn Tới đây sẽ có kết luận của cơ quan thanh tra kiểm tra, thậm chí có vụ việc tòa sẽ tuyên án, Thiếu tướng Hồng nhấn mạnh. Thiếu tướng Nguyễn Thành Hồng cũng nhận định nhiều vụ việc tiêu cực ngày càng phức tạp nhưng chắc chắn là không thể không phát hiện. Không xử lý được nếu những người đứng đầu không vì lợi ích trực tiếp hay vì quan hệ và lợi ích chi phối. Điển nhìn hình như vụ đường nhuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu làm rõ có tình trạng bảo kê hay không. Trên diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an cũng từng nói về việc đối tượng phạm tội tìm cách tiếp cận công an và đã có những chiến sĩ không chịu được áp lực, có mối quan hệ để tạo điều kiện bảo kê, thậm chí hợp tác với tội phạm. Còn trên thực tế, theo ông Hồng, nhiều sai phạm đã được xác định liên quan đến chính người đứng đầu Bộ Công an địa phương, ví dụ như ở Đồng Nai thời gian qua. Các tân giám đốc công an từ nơi khác về thường có quyết tâm cao lại chưa phải đối diện với những tác động thân hữu cánh hầu nên thuận lợi hơn trong triển khai các chủ trương công tác. Nhưng quan trọng phải giữ được quyết tâm, quyết liệt lâu dài. Thiếu bản lĩnh không dám hy sinh lợi ích trực tiếp của mình thì quyết tâm ban đầu sẽ không thể duy trì như lúc mới vừa nhậm chức thiếu tướng nguyễn thanh hồng thẳng thắn bên cạnh đó câu chuyện điều động lãnh đạo không phải người địa phương theo thiếu tướng hồng không nên gói thành câu chuyện riêng của ngành công an mà nên phát triển đồng bộ với các ngành khác ví dụ như tòa án viện kiểm sát cùng trong hệ thống tư pháp cũng phải đồng bộ người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương bí thư các tỉnh ủy thành ủy phải theo chủ trương đồng bộ mới phát huy hiệu quả đến cùng theo ông Nguyễn Thanh Hồng, mục đích để loại bỏ tệ bè phái, ngăn từ xa những yếu tố có thể tác động đến sự nghiêm minh trong hoạt động công vụ. Ông nhận định, nếu có cái tâm cao loại trừ lợi ích phe nhóm, hiệu quả chủ trương đúng đắn này chắc chắn còn phát huy tốt hơn trong thực tiễn. Từ năm 2019 đến nay đã có hàng chục trường hợp bổ nhiệm mới và luân truyền giám đốc của các tỉnh địa phương khác đây là một sự thay thế mới. Nói thẳng ra đó là sự thay thế máu trong bộ công an trong bối cảnh đấu đế đá phe nhóm trước đại hội 13. Ai sẽ hưởng lợi trong chủ trường này? Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về sự tin cậy tuyệt đối với lực lượng vũ trang mà nhất là công an thì nhân sự chủ chốt ở địa phương phải là người tại chỗ và đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương. Từ trước đến nay dù có luật lệ quy định quyền bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh thành phố thuộc Bộ Công an, tuy nhiên thế quyền bố trí chủ yếu thuộc về các tỉnh, thành ủy và người được luật chọn cơ cấu thông qua các hội đảng bộ. Thực chất, Bộ Công an chỉ ra quyết định bổ nhiệm chuẩn y việc bổ nhiệm này tiến hành sau đại hội đảng bộ các tỉnh thành. Việc điều động thay đổi các lãnh đạo công an tỉnh thành trong giữa nhiệm kỳ rất hiếm xảy ra, chỉ có thể là các trường hợp bị kỷ luật hoặc do nhu cầu bổ sung cho các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ. Trong trường hợp này người thay thế vẫn là người địa phương do cấp ủy chọn lựa giới thiệu. Việc đưa cán bộ từ cơ quan bộ công an hoặc từ tỉnh này sang tỉnh khác lại càng ít xảy ra. Riêng ở Sài Gòn vốn là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, hiếm các nhân tố có đủ tiêu chuẩn lý lịch của ngành công an nên giám đốc công an hầu hết là người có nguồn gốc từ các tỉnh lân cận, ví dụ như Long An và một số tỉnh khác như Bà Rịa, Vũng Tàu. Và ngoài ra còn có một số người từ miền Bắc chuyển vào. Thế nhưng từ năm 2019 bắt đầu có sự thay đổi căn bản nhiều tỉnh thành có giám đốc công an được bổ nhiệm đa số là người từ cơ quan bộ hoặc từ các tỉnh khác. Ví dụ như bổ nhiệm đại tá Nguyễn Ngọc Vân, phó giám đốc công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác và giữ nhiệm vụ là giám đốc công an tỉnh Sơn La. Điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Thành Trường, phó giám phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh Thái Bình đặc biệt một số cán bộ công an được điều động về tỉnh nhỏ làm bước đệm và sau đó là bố trí về các tỉnh thành quan trọng ví dụ như đại tá vũ hồng văn là phó chính ủy bộ tư lệnh cảnh sát cơ động k20 bộ công an được đưa về làm giám đốc công an tỉnh đắk lắc sau đó được điều động về làm giám đốc công an tỉnh đồng nai đại tá lê hồng nam là cán bộ lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Bộ Công an được điều động và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An từ đầu năm 2019 đến ngày 6 tháng 6 vừa qua được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên Công an ở Sài Gòn có lãnh đạo là người miền Bắc, đồng thời một Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Long An chưa đính chưa tính đến hai trường hợp Long An và Sài Gòn. Trong tháng 6 đầu năm 2020, Bộ Công an đã bổ nhiệm 15 tân giám đốc của các tỉnh thành. Thực tế cho thấy việc cấp ủy địa phương quyết định nhân sự công an thành tỉnh thành sẽ hạn chế thậm chí gây nguy cơ cho hoạt động công an, đấu tranh với sai phạm lãnh đạo của địa phương, thậm chí còn bị chủ dập ví dụ điển hình là thiếu tướng trần văn thanh cựu giám đốc công an thành phố đà nẵng rút ruột cầu sông hàn và một số vụ án tham nhũng khác chẳng hạn một số trường hợp khác cũng có liên quan và cũng xảy ra trong thời gian vừa qua tuy nhiên đó chỉ là lý thuyết trong đấy, chế độ độc đảng cộng sản việt nam quyền lực tập trung trong tay một nhóm quyền chuyên chế thiếu minh bạch không có sự giám sát của các cơ quan dân cử thật sự, thực quyền. Quốc hội, Hội đồng Nhân dân chỉ là các tổ chức hình thức giả hiệu thì việc luân chuyển bổ nhiệm giám đốc công an người ngoài tỉnh vẫn vô nghĩa. Các nhóm lợi ích cấu kết với nhau vẫn cứ xảy ra êm thắm nếu quyền lợi được phân chia sòng phẳng. Trong bối cảnh cuộc đua nước rút tiền đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc tranh giành quyền lực để lên cao, trụ hạng trong đại hội thì việc thay đổi này là cơ hội vàng cho tướng tô lâm, bộ trưởng bộ công an. đa số những tân giám đốc công an tỉnh thành đều còn rất trẻ, cấp hàm hầu hết chỉ là đại tá, con đường thăng tiến còn dài, còn nhiều thứ bậc cao hơn về cấp hàm thiếu tướng, trung tướng, về chức vụ cao hơn và tất cả các bước đường đó đều phải thông qua sự chuẩn thuận ủng hộ của tướng Tô Lâm. Trước mắt họ, họ phải mang ơn Tô Lâm vì đã ban cho họ cơ hội, tiếp theo đó họ cần Tô Lâm giúp đỡ. Chắc chắn họ là đội ngũ trung thành với Tô Lâm chứ không phải là với dân tộc hay Đảng Cộng sản Việt Nam và nhất là với ông tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Họ bắt buộc phải trung thành tận tụy phục vụ theo yêu cầu của ngài bộ trưởng với các quan chức lãnh đạo địa phương hiện nay không nhiều thì ít ai cũng có sân sau sân trước hầu hết các công chức địa phương và gia đình họ nhất định sẽ có lạm quyền trong chiếm đất nhũng nhiễu tiền của dân ít nhiều có quan hệ qua các địa phương và đại gia tất cả những việc làm đó nhất định không lọt qua được đôi mắt nhà nghề của bộ công an Chính vì vậy, không chỉ các tân giám đốc công an mà lãnh đạo 61 tỉnh thành cũng phải trung thành ngoan ngoãn với Tô Lâm. Ít nhất là việc phải dồn phiếu tối đa, ủng hộ tối đa để Tô Lâm tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa. So với các ứng viên khác, con đường vào tứ trụ của Tô Lâm mở rộng hơn bao giờ hết. Mọi ứng viên khác trong bộ chính trị, Tô Lâm chắc chắn nắm trong tay sự ủng hộ của đoàn đại biểu 61 tỉnh thành ngoại trừ khi tổng chủ dùng chiêu như đã từng áp dụng với người tử tế cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trong đại hội 12 đưa ra các quy chế ứng cử bầu cử để Tô Lâm không còn cửa tự ứng cờ. Nếu không chặn được Tô Lâm vào vòng xếp sách dép thì Tổng chủ và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chưa chắc đã đạt được mức ủng hộ của đại biểu Quốc hội so với Tô Lâm ván bài luân chuyển cán bộ chiêu thức gây khó đối với đối thủ của tổng chủ đã áp dụng trong đại hội 12 tuy có thắng được người tử tế nhưng đã có quá nhiều khe hở để cho Trịnh Xuân Thanh và hàng chục tướng lãnh tiêu cực có điều kiện leo cao trèo sâu ván bài luân chuyển cán bộ công an lại là sơ hở quá mức giúp cho Tô Lâm có thêm quyền lực để trở thành một hiệp sĩ bất khả chiến bại nhưng đó vẫn là chuyện tranh giành chức vụ trong đảng. Đối với người dân thì mọi thay đổi đều là vô nghĩa. Vì chính quyền, đảng cầm quyền với họ đều là vô nghĩa. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi